Ok, xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại game Luigi Mansion 3. Đúng là cái con trùng lần trước được mình công nhận là mình hơi bị ghét ấy, nhưng mà nói gì nói game này cũng là rất là game hay. Chắc là một game là đúng là rất là hay thôi. Mình thấy cái game này hay hơn cái game cái Legend of Zelda cái rất là nhiều, cái mà Link Awakening ấy. Rất là đáng tiền để mà bỏ ra một cái chơi một cái game như vậy. Kiểu đến hiện tại là chơi được 7-8 tiếng rồi, nhưng mà nói chung là rất là hay, cảm thấy không hề nhàm chán một chút nào. Mà đây mình nghĩ là chắc chắn là chỉ là tầm một nửa game, hoặc là cũng có thể coi là 1/3 game nhỉ. Mình không nhớ là cái bản 3DS là nó độ dài là bao nhiêu, nhưng mà mình nghĩ là cái độ dài này cũng tương đối dài đấy. Nhưng mà nói đi thì cái game này, cái bối cảnh của nó bé hơn, nó lặp đi lặp lại nhiều ấy, sao nó cái phạm vi của nó bé hơn, kiểu cái tầm của nó là nó không thể nào bằng cái game này ấy. Cái game này nhìn cái bối cảnh không thôi, cái bản đồ ấy nhìn đã rất là thích, nhìn rất là đẹp ấy. Đúng là việc chỉ một cái phòng mà nhìn cái đồ họa với là nhìn nhiều cái nó chi tiết ấy, và rất là nhiều cái thứ để mà hút ấy, mà khám phá ấy. Nên là mình cũng không thể so sánh được về cái thời gian chơi nhỉ. Nên là nhưng mà tất nhiên là đây là mình còn chưa biết là cái game này là độ dài là bao nhiêu ấy. Nên là mình nghĩ là để mà đánh giá tốt nhất thì vẫn phải chơi hết. Nhưng mà đến cái đoạn này là mình nghĩ là cái game này là nó rất là hay rồi. Nói chung là mình nghĩ là những cái gì hay nhất của cái bản trên 3DS ấy thì game này đều có ấy. Mà đặc biệt là mình thích chơi trùm. Mặc dù là cái con trùm lần trước là mình cực kỳ ghét luôn, nhưng mà mình nghĩ là cái con game này làm trùm rất là hay, kiểu nó rất là nhiều cái đặc biệt ấy, cái unique ấy. Mà trùm này là mới là chỉ chơi được chả biết là tầm 9 tiếng nhỉ, có khi bê tầm 9 tiếng. Mà đã rất là nhiều chùm rồi. Mỗi con chùm rất là khác nhau luôn. Cái này là như kiểu Ai Cập ấy nhỉ? Bẫy này. Ui. Ui rồi. Cái này là bẫy để mình hút vào. Nhiều bài hài. Từ từ, để mình xem lại cái tầng này nó gọi là tầng gì. Cái gì Ai Cập? Khách sạn này chắc là khách sạn mẹ nghìn sao mất. Cái này nó gọi là Tomb Suit. Công nhận cái game này nó làm hay nhỉ. Mỗi một tầng là nó một cái. Mình không biết là có thể chơi ra ngoài chơi không. Từ từ để xem lại xem có bao tầng. Mình nghĩ là chắc chắn là kiểu gì cũng có thể ra ngoài chơi. Nhưng mà sao lúc em nó thấy có cái trời sáng ấy. Ok, cái này là gần như là chắc chắn là chúng ta phải chơi ở những cái đoạn khác rồi, bởi vì là chúng ta còn một con Toad này và Mario này và công chúa nữa, nên là chắc chắn là còn có cái khu vực khác để mà khám phá ấy. Luigi. Ôi bị túm ấy. Kiểu như là tiên tri nhỉ. Tiên đoán là thằng này bị khổ hành. Trời. Kiểu như là bóc đến cái đoạn này tự nhiên có hai con ma nó kẹp. Kiểu như là lời tiên đoán của bọn Ai Cập ấy. Rất là hay.
Đúng là game này có nhiều cái chi tiết rất là nhỏ ấy, rất là hay. Nên là chơi đến thời điểm này là đúng là mình cũng có thể mình tự hào mà nói là cái game này là đúng là mình không ngờ là cái game này nó hay, kiểu như có nghĩa là mình biết là nó hay nhưng kiểu như mình không có quá nhiều mong đợi ấy vào game này. Mà trên thực tế là mình mong đợi mấy game như kiểu là Demo X Machina ấy. Bởi vì làm mặc dù là cái game này là một game mình rất thích trên 3DS ấy, nhưng mà mình nghĩ là cái game này lúc mà chuyển thể sang Switch ấy, thì cảm thấy nó không gọi là chắc là cũng kiểu 3DS ấy thì không biết là nó có hay không ấy, thì không mong đợi nhiều. Nhưng mà chắc bây giờ là đến cái thời điểm này mình chơi đến cái này thì đúng là cái game rất là hay. Mà thực ra là mình nghĩ là cái game mà cái gì nhỉ? Link Awakening còn là kiểu cũng mong đợi ấy, nhưng mà từ đấy game đấy thì cũng chả hay lắm. Sau cái game đấy là mình cũng chơi full game trên cái channel của mình. Nếu các bạn quan tâm thì có thể qua channel mình để kiểm tra, để giao lưu xem. Mình chơi cũng mình nghĩ là mình chơi tương đối đầy đủ nhỉ? Mà mình là một fan của Legend of Zelda luôn. Nhưng mà mình nghĩ game này nó không hề quá kinh khủng. Nhưng mà cái game này thì đúng là nó rất là nhiều cái mới ấy. Nó cải thiện từ rất là nhiều từ cái bản kia. Này như cái đoạn này là nó hút cát thì cái bản này nó có. Thực ra mình nói là cải thiện thì không ấy, nhưng mà mình nghĩ là nó hay hơn nhỉ. Bởi vì cái game kia cũng không phải chán luôn. Cái đoạn này nó cũng hút này. Không biết là cái thằng này nó đổ đâu mà nhiều cát ấy. Ôi cái đoạn này hút rất sướng nhé. Wow, cực sướng. Ôi cái phòng gì mà nó rộng nhỉ. Ôi hút sướng ấy nhỉ. Ôi hút cả cái lâu đài rồi. À cứng à. Kiểu bọn security. Ui. Đây là cái gì này? Cái gì mà khó nhiều này? Kinh quá nhỉ? Gớm đấy. Vào đây. Yes. Cái này là được cái gì nhỉ? Ủa cái chỗ sa mạc này hút sướng thật đấy. Nghiêm túc luôn. Sướng. Đây là bóng hình con bu à? Bóng hình con bu. Mình nhồi vào cái chỗ này được. Chỗ này là cái chỗ bắn hơi à? Hút rất là khỏe luôn. Kiểu như đi tìm kho máu ấy nhỉ. Chắc là cái loại cát này nhìn cái đồ họa nó cũng kiểu hơi giống cái Mario Odyssey. Chính ra cái Mario Odyssey là mình lại chưa chơi luôn đấy. Nên là mình rất là mong đợi để có thể cover trên channel. Game này mình biết là rất hay nhưng mà là cái thời điểm cái game này ra thì mình lại bán máy Switch mất rồi. Bởi vì là mình mua cái máy Switch rất là lợn sớm ấy. Cái thời mà Breath of the Wild mình chơi rất là kê gớm luôn. Sau về sau ít game quá thì mình lại quyết định là mình đổi ra dòng khác mình chơi ấy. Bởi vì trên thực tế là cái mình chơi rất là nhiều game trên PC và PS4 ấy. Game PC rất là nhiều game luôn nhỉ. Game thì cũng phải nói luôn là trên PC game nó cũng rẻ ấy.
Tất nhiên là chất lượng thì không thể không đa dạng, nhưng mà về cái độ game của PC thì chắc là cũng không thể, khẳng định luôn là không thể có cái hệ máy nào mà game nó rẻ như PC, nên là so với cả cái đặc thù công việc của mình là cần máy tính nên là PC cái thời điểm đó. Nhưng mà đúng là cái Switch thì cái là một fan của Legend of Zelda và Mario ấy thì nói chung là muốn chơi mấy cái dòng đấy thì chắc chắn là phải nộp tiền cho kiểu Switch này, cho Nintendo này, nên là kiểu là thì bán đi nhưng mà kiểu gì vẫn phải mua lại à? Bởi vì là lúc đấy nó ra rất là nhiều game hay về sau ấy. Bởi vì các bạn nhớ là lúc mà mình bán cái máy của mình, mỗi cái game Legend of Zelda, đúng là mua cả cái máy để chơi game đấy thì đúng là cũng không có gì gọi là tiếc nuối cả. Game này nó quá hay. Nếu mà các bạn biết xem cái channel mình thì chắc là game nào mình nói cái game này nó hay à? Game đấy là chắc là từ hồi bé giờ mình chơi rất là nhiều game, trên 20 năm rồi mà mình vẫn thấy cái game này rất là hay. Đánh giá không hề thấp một chút nào. Ok, sao mình từ nãy là mình bốc phét, mình đi hút rồi, mẹ cha chứ. Thế chả có cái gì, mẹ cha. Nhưng mà công nhận là cái hiệu ứng màu quét của thằng này nó thích nhỉ. Nhìn kiểu muốn đi, chết rồi, hình như cát nó đầy lên sao nhỉ. Ok, phải cát nó đầy lên không nhỉ. À đúng, hình như là cát nó đầy lên. Cái kia nó ấy mà. Ui giời, cái phòng lượng cát nhiều như này thì ngoài đời làm sao mà có. Sập hết cả ấy. Cái này là con rắn à, ui giời. Mình nghĩ đây là con rắn thật. Hình như là cái bản mà Skyward Sword là nó cũng có hút hút cái cát ấy. Rất là hay nhỉ. Mình thì chưa chơi cái Mario Odyssey nên mình không. Từ từ, chắc là mình nghĩ là cái chỗ này là nó thiếu ấy. Có cái khoảng thiếu con rắn ấy. Biết ngay mà đoán ấy. Mình không biết là có nên nói là cái bản này là bản cải thiện của cái bản 2 không nhỉ. Bởi vì mình nghĩ là không phải cải thiện mà cái bản 2 nó rất là hay ấy. Bản này là cái bản này thì đỡ phải backtrack nhiều như bản 2. Đấy là một cái là chắc chắn. Bản 2 thì nó không phải backtrack nhưng mà nó là kiểu một cái bài nó phân ra nhiều khu ấy. Nên là nhiều khi mình cảm thấy là nó phải backtrack. Kể cả thế thì cái backtrack ở bản 1 ấy cũng gần như là không phải là một cái vấn đề gì cả. Nó rất là nhỏ. Bởi vì là mình đang cố nghĩ xem là cái bản 2 nó như nào. Game rất là hay luôn. Mình muốn chơi trên cái channel mình. Nhưng mà rất là đáng tiếc là chúng ta phải có capture khác ấy. Để mà chơi được trên cái ghi hình được ấy. Game này rất là hay. Ủa. Thằng chó này nó mai phục này. Ủa kìa. Cái này phải luồng sao phệt nào. Cứng đấy. Chạy. Mày đập. Thực ra là mình thấy cái đập này thì cũng vui nhưng mà mình thích cái kiểu như hồi xưa. Là gì nhỉ? À đây này, nó đứng sau lưng mình. Con chó đi rồi. Ở đâu ấy nhỉ? Nghe nó không tăng hình nữa. Ôi tiền. My money. My money. Me money. Con ở đây này. Mình biết ngay nó đã chết rồi mà. Cái này nó chơi chơi rắn với mình à? Chơi rắn với mình. Phải hút cái đuôi của nó. Chơi rắn à? Chơi rắn. Ma này vào đập phiền hài nhỉ. Đấy, là cái game này cái cảnh nó làm rất là đẹp nhỉ. Nên nhiều khi những cái phòng này đơn giản này thôi mà mình cảm thấy là mình có thể bỏ thời gian rất là nhiều để mình đi
mình khám phá ấy. Chắc là cái mà bài mình thích nhất là những cái bài mà nó có kiểu không gian nhiều này, hoặc là cái rừng cây rậm 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 rạp ấy. Mà mình biết là cái rừng cây rậm rạp thì nhiều người người ta không thích ấy. Nhưng mà cái bản này đồ họa này nó làm cái mà đoạn mà rừng cây garden ấy nó đẹp hơn rất là nhiều so với cái bản bản 3DS nhỉ. Kiểu cái đồ họa của nó là nó hạn chế rất nhiều cái giới hạn về đồ họa của cái bản 3DS ấy. Bây giờ là chúng ta sẽ đi đâu bây giờ? Không biết làm như nào. Thử như nào nhỉ? Từ từ nào. Như là gạt cái tay này xuống á. Có thể cái tay kia như nào. Đây là như nào. Không, chỉ thế thôi. Nhìn vào trong kim tự tháp à? Công nhận cái môi trường làm đẹp thế. Đây là tivi mình dùng một tivi cùi đấy. Nên là nếu mà các bạn nào mà dùng tivi xịn mà màu sắc đẹp ấy, mình chắc chắn là cái bản này nhìn nó rất đẹp. Nhưng mà mình vẫn rất tiếc là nó không có cái cảnh nào buổi sáng nhá. Mình lúc nãy là mình cứu cái con thốt kia xong là mình cứ tưởng là nó có cái cảnh buổi sáng ấy. Nhưng mà hóa ra là không, hoặc là chưa có nhá. Nếu mà cảnh buổi sáng thì đúng là cái game này nó hay nhỉ. Bây giờ đoạn ai này. Ok, chúng ta dọn. Đây này. Ủa chỉ thế thôi á? À xịt tiền nữa đấy. Hay như ở hoàng thượng nhỉ? Hay như kiểu tay của hoàng thượng. Nó vẫn được à? À vẫn được nữa. Nó hết rồi. Đây này, nhả tiền cho anh đi. Cái này xác ướp. Công nhận cái khách sạn này xịn nhỉ. Này là chị đây là không phải là loại đây là không biết là xếp vào loại nhân viên ở trong khách sạn này. Cho nên là em của bà chủ khách sạn. Nếu mà các bạn nào chơi phần 2 thì các bạn biết là cái sa mạc đấy là một cái vùng ở trong cái game là vùng sa mạc có cát ấy. Nhưng mà tất nhiên là cái vùng ở trong đấy là nó to hơn nhiều, nó giống kiểu chapter 1 trong 5 chapter hay 6 chapter. Mình chả nhớ. Nhưng mà mình chắc chắn là cái độ dài của nó là nó nhiều hơn cái này. Ui, chết rồi. Ui, what the ui, sợ quá. Chờ ta. Cả mấy con Viper này, Cobra này. Kinh quá. Hút hết. Hút sạch. Cái này không hút sạch được à? À hút sạch rồi. Cái này nó gọi là sạch rồi. Ok. Ui sợ quá mẹ cha con rắn đấy. Đấy ít ra cái bài này còn hay là hay hơn cái bài ống nước này. Không phải là dở chút nào nhưng mà không phải là fan của cái bài ống nước. Bây giờ nó lại đổ lại. À nó đổ lại để cho mình trèo lên. Không như cái ánh sáng này. Chắc là mình so với cái bản 3DS thì ánh sáng làm nhiều đẹp hơn rất là nhiều. Đúng là cũng phải khen là tất cả những game mà gọi là độc quyền của Nintendo ấy. Đồ họa rất là đẹp luôn.
frame rate ổn định ngoài trừ cái game Link Awakening. Game này nó chọn 60 FPS nhưng mà chắc là do giới hạn phần cứng nên là không thể đạt được cái đấy. Bây giờ chúng ta phải đi đâu đây? Ok, bây giờ nó đổ này. Bây giờ không lên được nhỉ? Hay là phải đợi nó đổ cao. Đây đổ mắc rồi ta. Con nhện. Chết. Có phải nó cao đâu nhỉ? Mình thấy nó vẫn thế này. Ơ, hình như nó cao hơn đấy nhỉ? Không biết phải nó cao đâu. Hay mình phải thấy nó vẫn thế nhỉ? Hay chúng ta gọi bà con này ra. Để con này đứng lên xem nó có cao không. Không biết có cao đâu nhỉ? Hình như nó vẫn thế, oh my god. Thế thì là... mình biết là như thế này. Thế mình không biết là cái đoạn này phải đi đâu. Nên là mình phải soi cái này. Thế nó có... thế thì bây giờ đi đâu chả hiểu. Thế là mình phải vào mình mồ con rắn này. À ok ok, bây giờ mình biết rồi. Thay vì là hút đi thì chúng ta phải thổi cái này này. Để cho nó bằng cái chỗ này. Để chúng ta có thể leo lên được. Nhưng bây giờ là cát là, lúc nãy là thay vì mình hút là bây giờ mình thổi. Đấy, cát này nó bằng cái chỗ này này. Lên. Ôi giời, đi lòng vòng từ nãy rồi. Cái này thì nó... mình không gọi là nó khó đâu. Chỉ là nó... kiểu như là nó bắt chúng ta phải thử một số cái mà... kiểu mình có ấy. Rồi. Chứ mình không nghĩ là cái này là cái puzzle khó một chỗ này. Đây, mấy con này thì... bẫy cháp chiếc. Ok, để thằng đệ anh lo rồi à. Ok, có thang. Cái này nó lùa mình. Phải dắt đồ lùi gì? Nên là có mấy cái xác ướp này. Như là kiểu phim phim xác ướp Ai Cập nha. Cái bọn này như kiểu bọn kiểu Guardian, lính canh gác cho kiểu mấy cái bọn vua. Yeah. Ui rồi, không có gì à? Thế như cái bản cái bản Luigi 2 ấy, cũng có xác ướp. Cái này có đây là cái xác ướp ở trong cái xác ướp. Có chị nhỉ. Đủ tiền. My money. Con kia thì nó cứ đi chậm ấy. Chả chẳng thể vượt gì sợ. Ui ơi, ghét mấy con rơi. Ông vào đây. Con này nó không bắn đấy nhỉ? Con này phải đối phó nhỉ? Con này bình thường là nó có một... à đây này. Đúng rồi. Nó giống cái phần 2 là nó có một cái nút thắt này. Knock it over. Đây này là nó có một cái nút thắt ở đây này. Chết rồi, Unovo mình. Nó có một cái nút thắt ở chỗ người nó ấy. Thì mình dí cái hút bụi của mình vào nên nó sẽ kiểu hút hết cái băng của nó ấy. Mình mở này. Mở mấy này trước.
Có rất là nhiều game để chơi nhỉ. Toàn game hay. Trên channel mình vẫn đang chơi game mà Dragon Quest ấy. Nếu các bạn đang quan tâm thì có thể còn chơi bản và tất nhiên là cái bản này trên Switch Definitive Edition. Từ từ. Để mình dụ nó đâm đầu vào cái này này. Đây này. À ok. Đây này, nó... đây này, đây nó có cái băng cuốn hết này. Là ở trong là có con ma đấy, đúng như cái phần chơi. Trời, dọa giả. Thiệt là. Ôi nó chạy được rồi mẹ chơi. Ôi được, kiểu gì nó cũng chết. Bọn này thì nó không lấy được cái băng khác này. Ôi đùa. Cái xác ướp, ở trong cái xác ướp. Ở trong một cái xác ướp. Cái này như là búp bê mà Nga. À đây này. Con này là cái con băng hết. Đây là game. Ma game. Ôi chết rồi, nó chạy rồi. Mày chạy mất. Con này phải đập nó ra. Kéo không kéo được. Nghe hơi tàn nhẫn tí nhỉ. Giết con này. Đây là mình có 4/6. Một cái bài mà trên gọi là sắc ướp ấy. Ở đâu bài cát ấy, sa mạc ấy. Một cái bản kia thì mình nói rồi là nó dài hơn cái này. Đây là con bu à? Có cái con bu ấy. Từ dụ ra đập này. Đâm vào cục. Thấy kìa. Nó không đâm đầu vào cục kìa. À không như dự kiến. Đâm vào đây. Đâm vào đây. Ok. Đây là nó có cái băng gì xung quanh. Con này nó lại xuất hiện. Lại có cái con. Ui. Con này con tăng hình. Ra đây. Ây ạ. Quạch. Ui. No. Đây là nó có cái băng thừa ra này. Cật cầm cầm. Ui. Là cái bồn vệ sinh á. Nghiêm túc luôn. Bồn vệ sinh ở đây. À đây này. Con này nó tăng hình. Đoạn nào. Xác định. Úi giời. Rồi. Lại cái này nó chạy ở đây. À, nó bên nó lăn vào này. Con này bây giờ ui cái gì đấy? Sao bên con này mắt sáng đấy? Đây. Ok nó chết rồi. Về chuồng. Sao này con này mắt sáng nhỉ? Nhìn trông căng đấy. Mấy cái này là không mở được này. À, nó mở như nào mình chả biết. Còn đây là kiểu cái đấm á. À đây, đây là cái tượng nó mất con mèo. Mèo, à đây. Sao nào là con mèo của cái bà chủ ấy. Ui xoáy tiền. Tưởng là cái kem nhưng mà cái này đây là nó mở đằng còn cái cửa bên trên tay trái. Ô cái gì này, mắt này. Mình đang cố nghĩ xem là cái game này nó giống cái game gì hồi xưa của Nintendo. Tất nhiên là không tính là cái game mà tất nhiên là không tính cái game mà Luigi Mansion 2. Game này thì không nói gì. Nhưng mà mình đang cố nghĩ xem là cái game này thì nó giống cái game gì của Nintendo hay là cái game nào không phải của Nintendo ấy. Để mình có thể so sánh, để các bạn có thể so sánh được. Ủa việc chó thế nhỉ? Để mẹ con ấy của mình kiểu gì bị rơi vào đầu.
hay là kiểu quay sổ lạc đà. So, à ok, chắc là nói về tính cân nặng thế nào hay gì thì nó sẽ cho mình mấy con này để cân này. Cân vào đây không? Con này sẽ bắn mất. Ơ, vẫn là lạc đà. Có nghĩa là phải từ từ để cho con voi này vào này. Thằng này con voi không vào à? Từ cho cái chum này vào. Cái này nó tính cân nặng này. Chắc là cái này là mình nghĩ là một cái game. Cái này vào này. Một là bỏ và hai là bỏ ra kìa. Đùa. Ok, vào đây đi. Con này bắn đi. Nên là nó lên được con tê giác. À đâu, phải ra đúng cái con cá sấu chứ. Đây đây, ok. Thế mình phải rút bớt đồ ra. Bớt đồ ra. Bớt đồ ra. Ra con cá sấu. Cá sấu luôn, ngon quá. Oh yes. Ôi trời ơi. Bây giờ phải làm. Bây giờ phải ra con gì đây? Oh my god. Con này con gì? Con này con số mấy đấy? Con này là còn ít hơn à? Được, được, được. Sợ quá. Thì bỏ hai con này. Bỏ hai con. Còn hiểu. Ôi dồi ôi, chết rồi. Bỏ một con. Lại nhẹ quá. Không có gì. Bỏ một con. Được chưa? Bẫy mình. Chết rồi, cá sấu á. Này là tính cân nặng của gì này. Cái này không biết cân nặng bằng nhau. Ok, cái này đúng rồi. Hiểu. Kiểu là cái phát rô nó không phải hack não quá ấy. Con này là mấy? Con này voi à? 1, 2, 3, 4. 4 con bỏ à? 4 quả cân này. Này nó thách đố. Ui chết rồi, nặng quá. Ôi. Thôi cho ông này ông ấy. Hay là cái này nó được tính nhỉ? Cảm ơn. Quá căng. Thôi được. Thế bỏ cái kia mà. Bỏ cái tự nhiên cái chum mà. Bây giờ là con gì? À xong rồi à? Ok, ông này ông cút. Chắc là mình về. Chắc là cái puzzle này rất là hay nhỉ? Không phải quá hack não. À ok. Ui con này to đấy. Em vẫn là con đấy á. Và đây. Ui mấy con này đang quay tay này. Quay tay. Quay tay. Đây là mấy cái con đệ ở con to này. Mày ra đây. Có con đệ này. À con đệ này. Đệ. Vừa quá. Nhìn mấy con này. Mấy con đệ này hay xuất hiện nhỉ. Ok, chẳng có gì lắm.
Mà cái chỗ này nó mở nó cho mình cái gì nhỉ? Mình quên mẹ mất này vừa ấy. Đây là cái hố thứ này. Đấy, gạch vỡ này. À, như... Từ xem lại cái bản đồ này. Trên tầng 10 này có mấy, có rất là nhiều con bu này. Mai phục mày. Đây là đi. Khí độc à? Ồ vãi. Ngủ đi hết đây này. Này mình nghĩ sẽ mất máu này. Chết từ giờ. Ý ra mình có ba cái bắn này. À ok, bắn ghép mấy cái này vào mấy cái hình này. Đúng kiểu game cho trẻ con. Đúng kiểu sắp chết rồi. Ui. Nhìn cái tí vào đây. Phải dí vào đây này. Cái này là tròn. Đùa. Nghe cái tròn này bịt mồm này. Bịt cái mồm con tròn này. Đây là... ôi, một tiền ố vãi. Hò cái như là sắp chết đấy. Đúng là chơi thực tế là sắp chết thật, nhưng mà kiểu hò đến nỗi kinh khủng. Nhưng mà chơi thực tế là nó có mất máu nhiều đâu, nó có mất mỗi 5 máu này, rất là ít luôn nhé. Đúng là cái game này rất hay. Mình chỉ tiếc mỗi cái là cái game này là nó không có 3D đấy, chỉ có mỗi cái đấy thôi chứ còn chắc là chả tiếc cái gì cả. À, mèo. Ôi, nhà có mèo nó chặn đường khó chịu quá. Đùa, vẫn còn một cái tam giác này. Ok, sắp xong rồi, ho kinh quá, cứ làm như... sau cái chắc là cái trừ nữa với ở game này là rất là nhỏ, là mình ghét cái gyroscope. Chắc là cái chế độ số 2 là mình chỉ nghĩ phía số 2. Còn nó thiết kế là chơi cái chế độ đầu là sử dụng cái phím cái cần bên phải là nó làm hết chức năng ấy. Ôi chết rồi, còn một cái tam giác nữa. Ủa mẹ rồi, không biết đường. Ủa nghiêm túc luôn. Không thấy cái tam giác này. Hay là mình phải đập mấy cái này. À, có ba cái xương thì không ấy lắm. Mình nghĩ là trong mấy cái thùng. Nó có hai cái tam giác. Chắc là nó phải có đủ chứ nhỉ. Đập. Anh này anh căng quá. Nguy kịch lắm rồi đấy. Mẹ cha nào. Không biết là nó có không. Để biết ngay mà. Ui giời. Là cái gì? Cái X kìa. X này đẹp đi. X này để làm cái gì nhỉ? Ô, nó có cái X này. Hay nhỉ?
Mày tạm thời vứt đi này. Mở cái làm cái cho con rắn nó ấy này. À nói chung là vẫn quay lại cái trên tầng. Ok. Chắc là mình nghĩ là cái puzzle nó dễ là cũng là một cái trend chung nhỉ. Thực ra là cái bản bản kia cũng chẳng phải là khó lắm, cái bản hạn trên 3D đấy. Mình thấy là nó vừa độ khó. Còn mình thấy cái chắc là mình lại phải chê thêm cái mà Link Awakening. Mình thấy cái puzzle này đúng là nó hơi lạc hậu. Mà cái boss của nó đánh rất là chán ấy. Mà nhiều khi nó làm những cái puzzle nó rất kiểu rất rất hack não ấy. Mình cảm thấy cái game này mình không thích một chút nào. Là mình thích cái open world của nó nhưng mà bản đồ ấy. Về cái mục mà gọi là dungeon của nó mình cảm thấy rất là chán. Mặc dù mình đã nói với bạn là mình là fan rất là lớn của Legend of Zelda. Không phải là nhỏ đâu. Ok bây giờ là chúng ta cho thằng này nó từ đây, đâm vào đây này. Đâm đầu đi. Đặt đi. Rồi thì anh giết chủ. Rồi anh tiện chủ lên đường. Lại con ma trong này. Đấy biết nghe. Con ma này màu vàng. Con ma này nhiều máu nhỉ. Mày. Ui nó nhiều máu ghê nhỉ hai con này. Chơi cái trò này nó không có độ khó nhỉ. Mình thấy nếu mà ma thường nó 200 máu được. Đánh vui. Thế có vẻ là người chơi bình thường nó lại hơi lằng nhằng quá. Vào đây, bạn. Tiền này, nhổ ra. Xối xả. Tiền nhổ xối xả. Vào đây, bạn. Vẩy vẩy. Nên là theo cái tầm nhìn của mình tầm nhìn của mình, đây là theo ý kiến của mình thì cái game này đúng là đáng bỏ tiền ra mua rất là nhiều so với cái Link Awakening. Mặc dù là cái Link Awakening là cũng rất là hay. Chắc là mình thấy hơi dìm hàng quá nhỉ. Cái game đấy thì nó remake mà tất nhiên là cũng rất là nhiều người thích. Mình thì hơi ác cảm, chắc là mình nếu mà các bạn đã theo dõi mình chơi chắc là mình bị ăn hành ở rất là nhiều cái đoạn mà đang dần đấy. Rất là mất thời gian đi lòng vòng rất là nhiều, rất là khó chịu. Nên là chắc là mình có hơi ắt kiểu ác cảm cái trò này một chút. Thì chúng ta phải xoắn con này này. Xoắn nốt con này. À con này cũng bị xoắn này. À con này lại bị xoắn vì do cái kia nó chui vào người. À cái cát nó đè vào. Đùa. Đi ra. Mày. Cút. Mày. 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 Đâm nhiệt tình luôn. Rồi con này đâm đầu vậy. Đâm đầu vậy nè. Chết rồi, đâm đầu nó vô mình thật. Mình phải cho nó đâm đầu vào tường này. Nghe này. Đâm đầu vào tường đi. Đâm đầu vào tường trên trời. Con này nó trốn kinh phết. Con này nó tím. Ủa. Con này nó toàn kiểu móc lốp. Móc lốp này. Bóc lốp, bóc lốp. Ui. Bóc lốp ta. Mày. 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 Chết à. Thế mà vẫn thoát. Mẹ cha con này. Vào đây. Nó còn 7 máu ra đó. Kiểu gì cũng chết. Con này nó hay tố mình lúc mà mình cái cát này nó qua đây. Con này rất là đều nhá. Đây đây đây. Cút. Bây giờ là mình phải đi đâu này, mình cũng chả nhớ nữa.
Hình như là phải đi đi vào giữa. À, đi lại cái phòng này. Phòng này chưa đi à? Ô phòng này chưa đi luôn này. Ô phòng này chưa đi luôn này. Ui rắn này mẹ cha. Ui à, cái gì đấy? Ui giời ơi, cắn này. Đĩ, đĩ rắn này. Ui mẹ rắn đuôi chuông chết kinh quá. Mẹ mày cứ hút đúng thêm mấy cái ấy này. Ui nó cắn này, cắn vào mặt này luôn này. Mẹ nghiêm túc luôn. Nghiêm túc luôn, nghiêm túc luôn. Đĩ rắn này. Mẹ trốn bắt đầu. Trốn này. Rắn. Ui ôi. Ui ôi. Ui rồi nó cắn này. Mẹ xem. Cắn tao. Mẹ rắn cắn như này mà không chết mới kinh. Thằng này cứng phết đi. Mẹ cứ đúng mấy cái này. À từ từ. Hình như mình nghĩ là mình cái đoạn này không được hút này. Mà phải thổi cát cho nó cao lên. Bởi vì là nó lấp đầy nhưng mà kiểu mình muốn cái chỗ này cao hơn chỗ khác ấy. Mình phải thổi. Công nhận là cái bài này là mình rất là thích. Thích mấy cái bài sa mạc lắm ấy. Thổi ở đây. Nó vẫn chả có gì thay đổi à? À, mình tưởng nó phải cao hơn. Phải cao hơn rồi. Chết rồi, nó bẫy mình rồi. Rắn này, laser. Cái gì đấy? Khắc này. Nó bẫy mình này. Kiểu cái bọn này nó thích bẫy nhỉ. Ui nó cắt mấy cái này á. Oh my god. Chết rồi. Vậy làm sao bây giờ? Bây giờ, à, chắc là mình gửi ấy. Ui cái đoạn này khó thế nhỉ. Chết rồi, chắc đoạn này anh bán muối rồi. Bây làm sao mà chặn được? Phải ra cửa. Wow. Chết rồi, đây đây rồi. Wow, chết luôn này. Bây giờ mình phải làm này để chặn được mấy con này. Đừng anh ơi. Úi dồi ôi, chết rồi. Wow, cái đoạn này tự nhiên khó thế. Chết toàn độc mạng này rồi. Bê làm sao mà trốn ấy. Ủa chết luôn á. Ồ. À không chết chứ. Vẫn có một con để cứu. Mình tưởng cái đoạn này là chết luôn. Cả quả đá rơi mà người không chết. Nhưng mà chúng ta vẫn phải chơi lại cái đoạn này. Chơi lại một đoạn này. Kiểu là cho mình cơ hội thứ hai. Nhưng mà bây giờ làm sao? Bây giờ phải làm sao để tránh được cái chỗ này? Rất là khó luôn. Chúng ta phải thổi lên. Không có tác dụng. Khó quá. Mấy cái chỗ này chung nhau. À đâu? Hay là mình hút nhỉ? Để cho trốn thấp rồi nhé. Còn tác dụng không? Vẫn chết à? Chỗ này như nào nhỉ? Ok, sau một lúc chết thì mình lại chơi lại và mình biết là cách ấy rồi. Bây giờ mình chơi lại một đoạn. Mình phải giết mấy con chăn rắn ấy. Chỗ này nó hơi bất hợp lý một tí nhưng mà nói chung là mình cứ phải sử dụng loanh quanh mấy kỹ năng mà. Là không biết là nó bị mẹ mấy con này cút kinh đó chứ rắn rết tởm sợ mấy con này thế. Ui đây mẹ mày rắn chó chết. Ui rồi lại hổ mang phệt chó nhổ ra à? Chó chết. Để cho nó ngang lên này. Ok, ngang thì... Ok, cái này nó chả có gì là khó nhưng mà chúng ta phải thử đi thử lại nhiều kỹ năng ấy. Đúng là cảm thấy rất là vô lý nhưng mà...
nên là đúng đúng là cái đoạn này mình không biết là mình phải làm cái gì cả rất vô lý. Nhưng mà trên thực tế là mình phải đi ngang ra cái tầm này của mấy con này xuống đấy. Bấm cái nhảy này. Đấy, cái mà để cho nó thụt và rất là khó hiểu luôn tại sao lại ấy đấy. Rất là dễ luôn, biết là cái rất là dễ. Chỉ là mất thời gian. Nhưng không biết là cứ nãy nên cứ đi lòng vòng vòng. Lúc thì chặn laser của nó, lúc thì chặn cái này lọ, chặn cái nọ ấy. Nên là chết rất là nhiều luôn. Đừng bảo đây có con quái lên phệt. Đùa vẫn còn á. Lên rồi. Cút. Đây không biết là cái đường lên hay là chỉ là cái đường vẫn có một con à? Ra đây. Phải ra đây. Nó chặn đường. Mẹ con tím này nó tăng hình khó chịu thật đấy. Ra đây. Nó tím, tím ấy. Bọn tao mà tóm nó thì mày đập phải chết luôn. Kiểu bọn ăn trộm ăn cắp này, tím chết mẹ. Đấy kiểu gì nó vẫn chạy được phát nữa mẹ. Vào đây, mày vào đây. Này này này. À chạy à, kinh quá nhỉ. Ui, nó lại chơi bịt mắt mình. Mày chết. Đùa. Mẹ cha chứ. Nghiêm túc luôn. Mấy cái tia này coi. Đây này này, con chó đứng đây. Trong phòng này không biết là có cái gì không. Hình như là nó vẫn chỉ là cái optional game khủng. Nên phải đi cái đường khác này. Ok. Giống kiểu như là bây giờ là mình chơi 8 tiếng, 8 tầng là 8 con vùng khác nhau, 8 boss ấy. Rất là hay nhỉ. Đấy là còn chưa, tất nhiên là chưa end game rồi đấy. À đúng rồi, đúng rồi. Là mỗi cái là một khoanh con rắn nó cuộn mà. Nên là kiểu cái phòng này nó sẽ đầy cát ấy, mình trèo lên trên. Nên nó kiểu cái bọn bẫy của Ai Cập ấy nhỉ. À đây đây đúng không. Bây giờ là mình cứ phải đợi thôi à. Oh my god. Ok, cái này đẩy lên rất là nhanh. Yeah. Ok, cái này là không được hút. Chỉ được đẩy thôi. À, kinh quá nhỉ, đánh nhau. Ủa, đội tuyển luôn á. Ô va. Và đây mày giỏi mày. Cho mày chết luôn. Đội tuyển ma. Rồi. Có đấm mình không? Đấm ấy, kinh ấy. Đấm ấy. Giờ. À, có một con đây. Mày. Ừ, lại mấy con tím này, mẹ cha. Chứ tầm, chắc là mình phải giết bọn này trước khi nó đầy lên nhỉ. Còn mấy con tím này khó chịu quá. Mấy con tím này nó lại đi, nó phệt mình. Đã đi dọa mình, dọa. À, cái đoạn này là đây này, con tím ấy. Đi trên cái bãi cát. Đập vào trần. Choáng ấy. Còn cơ bắp này. Chết mẹ. Rồi. Tím. Nên tí mà tàng hình có chịu. Nó lại dọa mình mẹ cha. Đây. Phải vào này. Ui ôi, sau lưng này. Dọa tảo. Chết mẹ. Đập cho vỡ mặt luôn. Vẫn có một con nữa rồi. Từ xem. Đây. Hàng về. Đây này là cái cát. Đây là cái cửa nó đến cái mức này.
Nó cũng chả lên cao được hơn nhỉ. Bài này là mình tìm được gần gần hết ngọc luôn. Ủa. Úi giời. Úi giời. Nhẹ. Ok, sắp lên được tầng. Úi giời, chết rồi, bẫy rồi. Sao bây giờ mình này. Té nhanh này. Vẫn 5 máu này. Chỗ này là lửa này. Nhện độc. Nhện độc. Đây này. Mấy cái mà đốt lửa này là cái bản kiệm có đấy. Bản là trước. Cầm cái đuốc thì đốt nhện. Đừng ghi cha. À, vẫn chưa đánh chủ mà con này là nó chả tém. Bây giờ phải ra gặp chị này. Chị này chị định phệt mình à? Kinh. Thành nhân sư bữa phải luôn. Ui, trời ơi. Ui rắn á, kiểu Medusa. Ôi. Cái té trước đã làm gì này. Từ xem mấy cái chỗ này máu á. Ui. Bây giờ làm sao mà đánh được con này nhỉ? Nó mổ mỗi phát 20 máu đấy. Càng quay. Ui, ui, ui. Bây giờ là cái con này là hay là phải hút mặt này. Ui. À, choáng rồi này. Choáng, choáng, choáng. À, mổ trượt à. Đối mặt với kiểu nỗi khiếp sợ. Được rồi đây. À cái ok, cái đấy là không né được này. Cái này nó đỡ được kiểu. Con này nó dính lắm. Con này lại bị ăn đập. Mình lại chơi thô bạo hay còn ma nữ này. Kiểu lại chơi cho thô bạo. À đúng. Thì con này là cát mà đúng không? Mình thì phải sợ nó nhỉ. Lúc mà nó, bởi vì phần lớn là nó vẫn là ở chế độ cát ấy, cú đấm á. À con này kinh quá nhỉ, từ từ. Mày tự tin này. Ui. Ui mày còn né đấy, mẹ cha. Đây này, nó vẫn là chế độ cát mà, mình phải hút được. Ô sao nãy hút được mày nhỉ? Ra ăn máu, hết máu. Ui giời, không né được rồi. Con nó ra con rắn nhỉ. Càng phết. Yeah, đúng không? Cái đoạn này phải hút rắn á. Ui. Mình vẫn chưa biết là cái điểm yếu nó là về như nào. À, đúng là cái đoạn này phải hút.
Sao nó mổ đâu mà? Ơ sao lúc nó mổ cái gì mà nó choáng nhỉ? Hay là phải mổ với cát này? Ôi chạy được. Chỗ này bị hút hết cát rồi. Cái này nó cứ kêu khó chịu quá. Sao lúc nó choáng nhỉ? Mình không hiểu sao. Mà lúc nãy mình chỉ né. Nói chung là vẫn chưa biết được là cách đánh của nó như thế nào. Mẹ nó phẹt chết mình luôn rồi. Chúng là không đến nỗi như cái con kia, cái con mà thợ sửa ống nước. Không biết là đánh rồi. Hay là biến thành bão cát. À, mình phải bắn thế nhỉ. Cái này nó trả được cái gì nhỉ? Cái này là bây giờ hút hết cát rồi vậy nhỉ? À, từ từ, hay là mình phải đánh choáng cái con rắn ấy nhỉ? Hay hút con mẹ hết cát này mình. Nếu hút hết cát thì không biết là nó có biến được. Lùa kinh quá. Đây này, ngon rồi đúng không? Phải hút nó nhiều. Chết. Úi giời, đập. Ok, vẫn phải còn một lần đấy. Và còn hai lần. Ui, con này nó thay đổi cách đánh của nó. Phải chủ động ra phệt nó hút cát mà. Không nó hút được nhỉ? Ui mẹ nó hút gì mà kinh. Cứ phải ra hút nhiều. Chỗ này sạch hút được. Đấm ấy nhỉ? Kinh quá nhỉ? Một lốc á. Đấm á, ôi đấm ngang. Bây giờ phải hút được. Nó vẫn khó hiểu nhỉ, mình không hiểu. Từ từ các bạn đợi mình chút. Ôi là cha, nhìn cái gì? Mình cũng không hiểu là cái rắn là né cái gì nhỉ? Hay là phải ấy này nhỉ? Có rất là nhiều cái mình không biết được luôn. Là cái cách né đòn con này như nào. Nhưng mà về cơ bản là hai lần là mình phệt nó là mình đều hút hết đấy. Hết cát của con này. Đây này. Đây cũng tương tự như cái lần này. Ôi con này chết rồi. Nghe nó cứ kêu khó chịu thế nhỉ. Chắc là đúng là con này là đơn giản là nó chỉ cần hút hết cát mà. Chứ cũng chẳng có gì gọi là quá khó khăn. Có khi mình suy nghĩ quá nhiều nhỉ. Cứ ra mà phệt hết nhỉ. Đây là cái nút. Mình ghét, đúng là ghét cái trò này bởi vì là nó cứ kêu kia bú 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 liên tục.
Tầng 11 rồi này. Ok, mình sẽ quay lại cái tầng 1 này xem nhiệm vụ như nào. Để búp cái kia vào rồi mình sẽ quay lại các bạn sau. Ok, mình dừng tập này. Như thường lệ, nếu các bạn thấy video hay thì like, chia sẻ. Và để tiếp tục theo dõi được cái series, xin hãy đăng ký channel mình trên YouTube và nhấn vào cái chuông. Mình để nhiều cái link ở bên dưới nếu các bạn nào muốn support cái channel mình, để mình có thể cover được nhiều game hay trên Switch và nhiều các hệ máy khác. Nhiều game mà gọi là ít người chơi nhưng mà game rất hay ấy, các bạn muốn mình cover thì xin hãy support channel mình bằng cái link bên dưới. Còn nếu các bạn nào muốn support mình qua cái trang Patreon ấy, thì các bạn là có thể nhiều có nhiều lựa chọn để download nhiều cái nội dung chuẩn nhất trên cái channel của mình ấy. Rồi qua đó là các bạn có thể ghi danh trên các cái video của mình, mà là tất cả các video của mình làm ra hàng ngày trên cái channel của mình. Ok, mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn ở một tập khác.